Hello, xin chào mọi người, mình là Nguyễn Yến Trần và chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Yến. Trong tập vlog ngày hôm nay, Yến sẽ dẫn mọi người đến một resort ở Hồ Tràm có tên là Meria Hồ Tràm. Lần này tụi mình dành 5 ngày 4 đêm ở đó. Làm gì cho hết mấy ngày ở trong resort đây? Cùng theo dõi hết video này với mình để biết rõ hơn nha. Tối hôm qua tụi mình đã đi xuống cái cây market ở dưới nhà để hút một mớ đồ ăn vặt và nước uống. Vì trong resort thường có ít lựa chọn, hoặc là sẽ bị mắc lắm. Bây giờ tụi mình mới sắp lĩnh kỉnh như vậy nè. Đợt này đi Hồ Tràm thì Lài sẽ là tài xế nha. Đồng hành cũng hai đứa mình có mẹ của Lài nữa. Thật ra là hai đứa đi ké cô, chứ bình thường làm gì có dịp đi resort mà ở lâu dữ vậy. Tại cô Thủy lâu quá không đi du lịch, nhưng mà bây giờ cô có nhiều thời gian hơn rồi, nên sắp xếp đi hơi dài ngày một tí. Tụi mình chỉ là tùy tùng của cô thôi. Hôm nay trời cứ mưa rồi nắng, hết nắng rồi lại mưa. Nhưng mà nhìn ra ngoài thấy mấy cái mảng xanh thiệt là mát mắt gì đâu á. Tụi mình vừa mới nhận phòng ở Meria Hồ Tràm. Vậy mình sẽ quay một cái room tour cho mọi người xem. Mình book một cái căn mà hai phòng liên thông á. Thì lúc đầu mình cứ tưởng đâu là nó sẽ là hai giường đôi. Phát hiện ra là hai căn phòng liên thông với nhau. Toilet chia ra hai bên. Bên đi vệ sinh và một bên để tắm. Đây là căn phòng nhỏ thì nó có hai cái giường đơn, có view biển rất là đẹp nha. Sẽ quay qua cái phòng liên thông là phòng 1212, còn hồi nãy mình vào là cái cửa phòng 1211. Nó có một cái cửa thông với nhau như thế này, nó sẽ to hơn so với cái phòng kế bên là phòng góc, nhưng mà nó có một cái ok hơn nữa là nó có cái cửa để thông hai phòng với nhau. Nếu mà mình book một gia đình đi dạng như hai phòng kế nhau như vậy, cái cửa ngay đó, khi mà bước vào thì có một cái bếp, bàn bếp mini bar, có chuẩn bị luôn mấy cái cà phê espresso. Toilet ở bên này cũng to hơn nữa, nên đúng là phòng góc. Phòng này có dressing room. Phòng ngủ đệm rất là to, cái giường rất là to và có cái không gian là phòng khách riêng như thế này. Không cần đâu. Cái view của view biển. Hôm nay biển đẹp quá. Là một cái phòng góc có view biển hai góc. Ở đây vừa mới mưa xong luôn á, nên thành ra còn rất là nhiều mây. Khi nãy mà đang trên đường tới đây là mình thấy có cầu vồng luôn. Bên đó là cái cầu ngắm biển. Cầu ngắm biển Hampton. Ủa đẹp nè. Không, cái trên cao có cái đẹp của trên cao nha. Ha.
Sau khi đắn đo thì cả nhà quyết định đi qua khu Hampton để ăn tối. Bên khu này nó là một khu phức hợp gồm rất nhiều shop house bán đủ thứ như quán ăn, cà phê hay quần áo và quà lưu niệm nữa. Ở giữa thì có một khu dựng lên để làm chợ đêm, nhưng mà chắc do mình đi trong tuần nên ở đây vắng vẻ quá, người ta không dọn hàng ra để bán chợ đêm luôn. Đi dọc hết đường này là sẽ đi tới cây cầu ngắm biển Hampton Pier nè. Nhưng mà giờ này tối quá nên tụi mình quyết định là sẽ đi ăn luôn, để ngày hôm sau quay lại lúc trời còn sáng thì mới thấy được biển. Trong khu này thì có cái quán Hampton Seafood and Grill này có vẻ đông đúc nhất. Xem review thì thấy cũng được đánh giá tốt và giá đồ ăn cũng tương đương giá mấy quán nhậu bình thường ở Sài Gòn á. Giá không có cao như mình nghĩ. Nhà mình order trước mấy món ăn với cơm cho chắc bụng, xong rồi order thêm vài món hải sản như bạch tuộc nướng, cơm sống sốt Thái và xào lông xào me. Mấy món ăn cơm thì ngon nha. Riêng có món sườn nướng muối ớt là mình thấy ăn không ok lắm, do cảm giác họ luộc cái sườn chín quá rồi mới mang đi nướng sơ, mà cái muối ớt nó cũng bị hơi hôi dầu sao á. Còn món tôm sống chấm muối sốt Thái này là món tủ của tôi. Có điều quán này làm chén sốt Thái ăn không hợp khẩu vị cho lắm, nên mình chuyển qua ăn chấm nước tương mù tạt. Hải sản ở đây công nhận tươi nha, tôm rất tươi và chắc, bạch tuộc cũng giòn nữa. Highly recommend mọi người đến đây ăn hải sản nha. Hello mọi người, hôm nay là ngày thứ hai mình ở Hồ Tràm. Sáng nay sau khi mà ăn sáng xong thì khi mà mình lên phòng thì mình nhìn qua đối diện có nguyên một cái mảng, ở đây là mảng xanh, thì mình thấy bên đó có một cái lối để đi vào cái khu rừng nhỏ. Mình sẽ vào trong đó để mình xem ở bên trong có cái gì. Bây giờ mình sẽ qua đó và mình xem. Thì mình có gì mình sẽ quay lại cho mọi người xem. Giờ tụi mình đang đi ra khu vực reception để qua bãi xe để lấy xe. Bên này có một cái hồ. May đẹp. Tôi tưởng đâu là đang ở đồng bằng sông Cửu Long không á. Ơi trời nóng quá. Vậy dĩ nhiên là làm gì có gì.
gái mà quay lên không có thấy. Thì kia rất là sáng. Vậy hả? Tại vì nó nắng á, cái khu này nó nắng nhiều. Ôi, slowly turn around xong liếc lại. Quá. Ở trong Melia có cái sân này họ bày mấy cái trò chơi ngoài trời như là bắn cung, đánh cầu, thảy banh, vân vân và vân vân. Buổi tối thì ở chỗ này cũng là sân để xem phim ngoài trời, nằm xem phim trong mấy cái bin bát á, và có phục vụ cả bắp rang nữa. Mình thấy cái trò bắn cung này cũng thú vị nhất á, nhưng mà tụi mình phải đứng gần lắm mới bắn được, không biết là do mình dở hay tại nó khó thiệt nữa. Bơi xong thì trời cũng tối rồi, tụi mình lên tắm rửa và gọi room service lên ăn ở trong phòng. Nhà mình gọi mấy món ăn cơm cho chắc bụng, bếp ở đây làm đồ ăn cũng vừa miệng lắm. Đúng là kêu room service gọi mấy món dân dã. Rong biển nè, mình còn có
có mấy hộp mì này nữa. Hồi nãy giờ mình mua cái mấy đâu anh? Nhanh, cho con ăn cái mẹ đâu. Khổ vậy hả? Sao nó có cái món gì cho em? Sau khi ăn xong thì mình về phòng làm việc tiếp, xem phim một tí và nghỉ sớm để sáng dậy kịp ăn buffet. Sau đó mình sẽ đạp xe dạo quanh khu Melia để review cho mọi người xem. Mọi người nhớ theo dõi nha. Nếu mọi người thích nội dung của mình thì đừng quên bấm like và subscribe kênh của mình nha. Hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo.